38 phẩm Ba La Mật Đa, lúc bấy giờ cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô biên, Phật dạy như vậy là vì giống như hư không không có giới hạn. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa bình đẳng. Phật dạy như vậy là vì tất cả pháp tánh đều bình đẳng. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa viễn ly. Phật dạy như vậy là rốt giáo không bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa khó khuất phục phật dạy như vậy là vì tất cả pháp tánh đều chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không dấu vết phật dạy như vậy là vì không có danh thể bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa hư không phật dạy như vậy là vì thở vào thở ra chẳng nắm bắt được Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa chẳng thể diễn nói, Phật dạy như vậy là vì trong đó sự tầm từ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không có tên gọi, Phật dạy như vậy là vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa vô hành phật dạy như vậy là vì tất cả pháp không đến không đi bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa chẳng thể đoạt phật dạy như vậy là vì tất cả pháp chẳng thể nắm giữ bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa cùng tận phật dạy như vậy là vì tất cả pháp rốt ráo cùng tận bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa chẳng sanh diệt phật dạy như vậy là vì tất cả pháp không sanh diệt Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không tạo tác. Phật dạy như vậy là vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa vô tri. Phật dạy như vậy là vì các sự hiểu biết chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không rời đổi. Phật dạy như vậy là vì sự sanh tử chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Bạch thế tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không hư mất. Phật dạy như vậy là vì tất cả pháp không hư mất. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như mộng. Phật dạy như vậy là vì tất cả pháp như chiêm bao chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa như tiếng vang. Phật dạy như vậy là vì năng sở văn thuyết đều chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa như ảnh tượng phật dạy như vậy là vì các pháp đều như cảnh hiện trong gương chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa như bóng nắng như ảo ảnh phật dạy như vậy là vì tất cả pháp như tướng trạng của dòng nước chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa như sự biến hóa phật dạy như vậy là vì các pháp đều như sự biến hóa. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa như ảo thành. Phật dạy như vậy là vì các pháp đều như ảo thành. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không nhiễm không tịnh. Phật dạy như vậy là vì các nhân nhiễm tịnh chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không sở đắc. Phật dạy như vậy là vì chỗ nương của các pháp chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa hí luận phật dạy như vậy là vì phá tan tất cả sự hí luận Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không kiêu mạn chấp trước. Phật dạy như vậy là vì phá tan tất cả sự kiêu mạn chấp trước. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không chuyển động. Phật dạy như vậy là vì pháp giới an trú. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa xa điển nhiễm trước. Phật dạy như vậy là vì biết tất cả pháp chẳng hư vọng bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không khỏi đẳng cấp phật dạy như vậy là vì tất cả pháp không phân biệt bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa vô cùng tĩnh lặng phật dạy như vậy là vì đối với các pháp tướng không có sở đắc bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không tham dục phật dạy như vậy là vì các pháp tham dục chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không sân nhuế phật dạy như vậy là vì phá tan tất cả sự sân nhuế Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không ngu si. Phật dạy như vậy là vì diệt trừ các sự ngu si hắc ám. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không phiền não. Phật dạy như vậy là vì xa lìa sự phân biệt. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa xa lìa hữu tình. Phật dạy như vậy là vì đạt được cái vô sở hữu của các hữu tình. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba ba la mật đa như vậy là ba la mật đa không đoạn không hoại phật dạy như vậy là vì đối với tất cả pháp không khỏi đẳng cấp bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa vô nhị biên phật dạy như vậy là vì xa lìa nhị biên Bạch Thế Tôn bát nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không tạp không hoại, Phật dạy như vậy là vì biết tất cả pháp không tạp không hoại. Bạch Thế Tôn bát nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không chấp trước, Phật dạy như vậy là vì vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn bát nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa không phân biệt, Phật dạy như vậy là vì tất cả sự phân biệt chẳng thể nắm bắt được.